Rồi cái hợp đồng của bác chỉ còn thêm phút ngắn ngủi nữa thôi. Rồi tất cả quý bà con cô bác sẽ cùng gia đình tình thương, mến thương, tình làng lễ xóm mà đưa linh cữu của ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tán an nơi phần mộ. Và giờ đây trước đại đồng và quý quan đứng trước sân hành lễ trang nghiêm trước bộ áo quan, con xin trân trọng kính mời tất cả những người thân, các con, các cháu, ai có tay chúng ta đứng trước bộ áo quan, xin trân trọng kính mời. Và một lần nữa con xin trân trọng kính mời tất cả những người thân, các con, các cháu, ai có tay chúng ta đứng trước bộ áo quan. Nguyện về phương sở tại chúng thừa quyết cơ quan ban ngành đoàn thể, chúng thừa các chú các anh trong ban quý tế định liễu, ban tương trợ hội thanh niên, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, quỹ tình nghĩa thông gia, nội ngoại hai bên thân mật quyến thuộc, và tất cả quý bà con cô bác có mặt trong buổi trưa đưa tiễn ngày hôm nay. Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin cha ông chúng con đang bạn xuất kiếp hồn trần về làm con cái đức Phật. Và kính thưa quý bà con cô bác, sắp có câu sanh lý tự quy, sanh hề tự giả, sanh ly tự biệt, trần gian là cõi tạp, mà âm cảnh thì gọi là quê. Chính vì quy luật các việc ấy mà gia đình chúng con mới mất đi một người yêu kính. Và kính thưa quý bà con cô bác, sanh lão bệnh tử đều mà trong tất cả chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Để rồi chỉ còn giây phút ngắn ngủi nữa thôi, rồi tất cả quý bà con cô bác sẽ cùng gia đình tình thương, mến thương, tình làng nghĩa xóm mà đưa linh cữu của ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tán an nơi phần mộ. Và kính thưa quý bà con cô bác có mặt trong buổi trưa đưa tiễn ngày hôm nay, trong những ngày hoang lễ, tất cả quý bà con cô bác vì thương gia đình chúng con mà đến thăm hỏi, động viên, phúng viếng và gửi cho cha ông chúc con những dòng hoa, những nén hương thơm, ơn nghĩa đó, ơn cao dày đó, gia đình chúng con không biết lấy gì để đáp. Và giờ đi trước giờ đồng và chi quan, xin trước sân hành lễ trang nghiêm trước cổ áo quan, con xin phép đại diện cho tất cả những người con, những người cháu trong gia đình có cái lời cảm tạ tri ân cùng với tất cả quý bà con cô bác. Và lời đầu tiên, gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sự may mắn trời hợp phúc quá và lợi bình dương trong những ngày tang lễ, từ sự cho phép của gia đình đã về đây làm lễ an táng cho cha ông chúng con được nằm yên trong bộ áo quan, cũng như là về nơi an nghỉ cuối cùng, tán an nơi phần mộ. Gia đình chúng con cũng xin tri ân quý sư thầy đã đại giá quang lâm tề tụ cùng gia đình chúng con trong những ngày tang lễ để tiết kệ lời kinh, cầu siêu cho cha ông chúng con được giảng sanh lên điện cực lạc. Gia đình chúng con cũng xin chân thành cảm ơn các anh trong ban nhạc lễ đội kèn tây đã đem tiếng trống tiếng kèn cho gia quyến cha ông chúng con thêm phần long trọng. Và gia đình chúng con cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị phụ bếp phía sau, cũng như là các anh chị dẫn xe bên ngoài trong những ngày tang lễ, cũng đã tạo lớp một điều kiện giúp đỡ cho gia đình. Và đặc biệt hơn hết là gia đình chúng con xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các cấp chính quyền địa phương sở tại, quý cơ quan ban ngành đoàn thể, các chú các anh trong ban quý tế tình biểu, ban tương trợ hội thanh niên, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, quý tình nghĩa thông gia, nội ngoại hai bên thân mật quý thuộc, và tất cả quý bà con cô bác có mặt trong buổi trưa đưa tiễn ngày hôm nay. Và kính thưa quý bà con cô bác, không có nỗi đau nào khi gia đình chúng con phải chứng kiến cảnh sanh ly tử biệt, và cũng không có nỗi mất mát nào khi gia đình chúng con phải mất đi một người yêu kính. Và kính thưa quý bà con cô bác, nghĩa tử là nghĩa tận, trong lúc tan gia cha ông chúng con bối rối, chắc hẳn có điều gì sơ xuất. Gia đình chúng con cũng kính mong tất cả quý ông bà cô bác niệm tình rộng lượng từ bi hỷ xã mà bỏ qua cho gia đình chúng con.
Và chút lát nơi đây sau khi quý và công cô bác cùng gia đình chúng con tình thương, mến thương, tình làng nghĩa xóm mà đem lên cửa cha ông chúc con chị ơi an nghỉ cuối cùng sống có tiền. Một lần nữa con xin phép đại diện cho tất cả những người con, người cháu trong gia đình xin trân trọng kính mời tất cả quý ông bà cô bác gần xa dính chút thời gian quý báu của mình trở lại gia đình chúng con một lần nữa để dùng gia đình chúng con một ly rượu bồng tất cả thay cho lời cảm ơn gia đình chúng con đồng máy tạ gia đình xá ba xá cảm ơn bà con cô bác trong những ngày tang lễ. Và sau khi xá xong xin mời tất cả chúng ta xây mặt vào trong chúng ta có đơn lời tạ từ những người quá cố và xin trân trọng kính mời các anh chị lớn chúng ta tiến ra phía trước của áo quan các em nhỏ lùi lại phía sau xin trân trọng kính mời các chị đi một lời quyền chức vụ ông bà của gia là các con trai, các con gái, các dâu, các rể, các cháu nội, các cháu ngoại cũng như là các cháu cố của gia, tử tôn hiếu thảo của gia đã tề tụ về đây đông đủ, cầu chúc mạnh thân tâm. Có chuyện gia đình một chuyến đi này là cha sẽ không bao giờ cha trở lại ngôi nhà này nữa. Cha ơi, cha chúng con nắm bàn tay cha ấm có ngày xa xưa. Cha ơi, nếu lỡ một mai cha về với đất, tại ai con cầm? Cha ơi, còn đâu nữa mỗi buổi chiều cha đến trước cửa nhà, cha trông ngóng từng đứa con với cháu của cha đi học đi làm về. Nhưng mà cha có biết đâu, thấy có một đứa này thì lại phải thiếu cha đứa kia phải không cha? Nhưng mà ngày hôm nay các con các cháu tề tụ về đây đông đủ thì còn đâu nữa hai tầng tiên vi mà tạo hóa văn tập cho chúng con được gọi là cha ơi, các cháu được gọi là ông nội ơi, ông ngoại ơi, ông cố ơi. Cha ơi, còn đâu nữa mỗi mùa du lan về trên lực áo của các con sẽ không còn ngàn đó hoa hồng đó tắm nữa mà sẽ thay thế cả đó là cánh hồng cánh. Con như giọt sữa của cha của mẹ đã nuôi nấng như chúng con có được tình hài về khắp gia đình. Vì mẹ là người chính thám cưu mang, còn cha thì ba năm một ấm, tình lớn thì cha mẹ nằm, còn bên cháu thì cha mẹ đang chỉ em con ăn. Để rồi lớn không thành những chi mỹ, cha mẹ vẫn nhớ cả chồng tuy vì cha thức. Cha ơi, phần nữ nhi con phải lấy chồng xa xứ, ngày các con trở về trong cha, cứ gỡ cho con các con dòng lòng như vỡ thiếu đời. Nhưng mà đã hết thật rồi phải không cha ơi? Cha ơi, nhà của cha thì còn đây nè, mà hơi ấm của cha thì cũng còn đen lỗi đâu đây. Biết bao nhiêu là kỷ niệm phải không cha? Chị ơi đây, các con các cháu được sinh ra và lớn khôn, quá khứ đẹp thì không còn nữa, mà hiện tại thì buồn, buồn đứt ruột cha ơi. Cha ơi, với đây đó, sao cha liền mất đó? Các con các cháu và tất cả những người thân của cha còn đây, sao cha lại bỏ đi xa? Nàng lấy đi, sao nàng dội xế chiều? Cha ơi, một trời mới đặt, sao trời lành rồi tối? Cha ơi, cha đi con đường nào á, thì cả con các cháu còn trông còn chờ cuộc đời cha về. Chứ cha đẻ lối này rồi á, là hết đời, hết chờ, hết trông. Cha ơi, trong giây phút ngắn ngủi này, trong giây phút tiễn ly này, trong giây phút sau cùng này, hai chữ hiếu ơn, các con các cháu chưa làm tròn bổn phận. Giờ đây xin cha, em nhờ cho chúng con ba lại này, gọi là ba lại mạng từ là nhà vương chỉnh biệt. Lại thứ nhất, gia đình xá lên cửa bồn sáng. Cha ơi, cầu các con các cháu chết mạnh năm ta, cầu xin cử quyền pháp tổ, cầu xin đức Phật mời vương, cầu xin ông bà tổ tiên tiếp dẫn lên cha về miền cõi Phật. Còn lại thứ hai này, gia đình xá lên cửa la xá. Cha ơi, cầu các con các cháu chết mạnh năm ta, xin để cha được làm lễ báo hiếu chư tăng. Công ơn gia thành, công ơn dưỡng dục mà cha mẹ đã tạo thành chúng con có được như ngày hôm nay.
Jerry cùng Jerry quyền trước cổ áo qua lại thứ ba này gia đình xá lên thượng ba xá. Trời, nếu mà không kiếp sau đi nữa, các con các cháu mãi mãi là tử tôn hiếu thảo của cha. Nhưng mà trời, nếu mà trước khi các con các cháu của cha lỡ có làm cho cha buồn, cha giận á, thì thật kỳ cứu thăm buổi này, xin cha hãy rộng lòng tha thứ, dịa dàng thanh thản và chỉ có nhất bằng về làm con cái đức Phật. Hình bóng của cha sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim của các con các cháu tất cả những người thân của cha. Còn giờ đây các con các cháu và tất cả những người thân của cha đang hướng về cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm đức Phật, Phật đức tâm, xin đức Phật từ bi đảo lại chương thế, quan truyền bát nhã, tiếp dẫn tôi lên cha ông chúng con về việc cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình xá lên cầu ba xá là cuối cùng và tất cả chúng ta đều đứng dậy hết. Để trước khi hiện tại thì những cái thân quý bà con cô bác lời cảm tạ và tạ từ đã xong, một lần nữa tôi xin phép thay mặt cho cơ sở mai táng trời hợp phúc quán và lợi bình dương xin chi buồn cùng tham gia hiến quý và cầu chúc cho linh hồn của ông được giảng sanh lên địa cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.